Hôm nay công ty Thế giới Mạc Vật xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy có model là PC43T. Đây là một dòng máy của Intermec. Hiện tại là Intermec là được Honeywell mua lại nên nó là hiện tại là đang thuộc dưới dạng của Honeywell. Thì mình xin mở ra để xem bên trong máy có những gì, sau đó là mình sẽ in thử cho các bạn xem về chất lượng in của máy. Đây là một dòng máy để bàn. Xin mở ra bên trong máy. Internet là làm khá kỹ. Ở phía trên nó ta sẽ đứng. Đây là dây nguồn, rồi adapter, rồi còn dây USB. Đây là cũng có thêm một cái trục, đây là trục thu của máy. Trong máy cũng có, đây là manual. Đây, trong này là trong cái bảng này là có hướng dẫn các linh kiện của kèm theo máy. Đây. Adapter, rồi dây nguồn, dây USB. Nếu thiếu là các bạn có thể là phản ánh lại với nhà cung cấp. Rồi kèm theo đó là một cái đĩa của Intermec. Trong đĩa này là có chứa nhiều thông tin, ví dụ như đây là driver, rồi có một bản phần mềm để thiết kế tem, bartender. Rồi hướng dẫn sử dụng, manual và nhiều thông tin khác liên quan tới máy. Kèm theo là một cái hướng dẫn về an toàn để sử dụng máy. Đây. Đây cái này là phần mặt trên của máy. Tiếp theo bên dưới đây là thân máy. Máy được bảo quản rất kỹ càng. Đây. Các bạn có thể xem qua mặt ngoài của máy. Đây là thuộc dòng máy để bàn nên nó rất nhỏ gọn, tiện lợi. Mình sẽ mở sâu bên trong. Thiết kế máy nhìn rất chắc chắn. Đây là cái mới, máy mới mình vừa mới mở ra, bóc ra. Các bạn xem có bên trong thùng. Nhà cung cấp là bảo quản máy là gói máy rất kỹ càng để tránh trong quá trình vận chuyển bị va đập hay bị gì đó ảnh hưởng tới chất lượng của máy gây ra hư hỏng. Tiếp theo mình xin giới thiệu một số ứng dụng cũng như là một số đặc điểm nổi bật của máy này. Thì máy PC43T này là được ứng dụng rộng rãi trong các siêu thị mini hay là trong các cửa hàng shop thời trang để dùng để in những cái tem nhãn dán lên các sản phẩm. Thì nó là có những đặc điểm nổi bật như là máy được thiết kế nhỏ gọn này, rồi khung sườn bề ngoài nó là vỏ bọc là rất là chắc chắn, rồi khay giấy khay mực cũng rất là dễ lắp đặt. Máy này cũng được trang bị là hai độ phân giải, đó là 203 hoặc 300 dpi tùy theo cái nhu cầu in rõ nét hay là chất lượng content thế nào mà mình chọn cái dòng máy phù hợp. Còn kết nối của nó là mình xài cổng USB cắm trực tiếp vào máy, rất là tiện lợi. Thì bây giờ mình sẽ mở lên rồi in thử cho các bạn xem để xem cái chất lượng in của cái máy PC43T này. Thì đặc biệt là máy này có thêm một cái nữa là lúc mình mở máy lên, các bạn thấy trên màn hình nó có một cái màn hình LED
để báo những lỗi hay là những cái option của máy này nó đang chết lỗi từ từ. Đó, những cái này nó đang chết chết lỗi từ từ của máy. Những cái nào tắt là đang màu đỏ là đang lỗi đó, nó sẽ tắt dần, nó chết lỗi dần. Thì đây là một cái màn hình rất là thông minh, máy là sử dụng máy là rất là thông minh. Để giúp chúng ta biết được nếu mà lắp sai giấy hay sai mực thì nó sẽ hiển thị báo ở trên này. Rất tiện lợi cho người sử dụng. Với cái phân khúc mà máy để bàn, máy desktop này với cái giá trị với lại của nó thì nếu đây là một sự lựa chọn thông minh cho khách hàng. Rồi máy đã ok, giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem về chất lượng của mẫu in. Đây, mình in thêm cho các bạn xem. Đây là dòng máy độ phân giải là 203 dpi, nhưng các bạn có thể thấy là độ nét của nó là vẫn rất là ok. Nếu mà các bạn cần cái đồ rõ nét hay là bạn in đẹp hơn thì các bạn có thể chọn là dòng máy 300 dpi. Đây, các bạn có thể xem qua lại một phần cấu tạo của máy. Máy là nhỏ gọn. Cấu tạo bên ngoài rất là chắc chắn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi chi tiết thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm về máy PC43T của Intermax thì các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Bảo Vật theo thông tin ở bên dưới video. Xin cảm ơn.